nè he, sắp được gặp trai đẹp nè he. Em gái. Ui, trai đẹp của tôi, dù hơi bần nhưng anh vẫn đẹp. Mày khỏe chứ hả? Đánh đi hâu hâu, cho chừa cái tật cho chúng tôi đợi chờ. Tao nói với mày bao nhiêu lần, sao mày không chung tiền bảo kê cho tao hả? Quán tao mấy mà, lấy đâu 20 triệu đưa cho mày. Lấy em nè, ơ nhầm, lấy tiền em nè, em cho mượn. Sao mày không nói với tao sớm, để tao dẹp quán. Mày tưởng mày là kẻm gai của ngày xưa hả? Mày biết ngày xưa tao thích nhất cái gì ở mày không? Cái hình xăm này nè. Cho tao bưởng hình xăm nha. Ủa, ai kêu anh đẹp trai vậy? Chị vừa bảo kẽm gai không có trong phim, giờ chị lật nhanh hơn bánh tráng, mới có vài hôm thôi mà. Cảm ơn anh Tú hôm nay đã đến đây chơi cùng với lại chị cũng như là ekip đoàn phim, mặc dù em không có đóng trong phim. Đây là một thứ người kêu ra dạp để xem chị 13 còn lừa tôi cái gì nữa hen ho ho. Lên dạp mua vé thì công lý bạn nhé, hi hi.